Jimmy, Jenny nhà Phương Oanh theo mẹ đi công tác. Hai bé sinh đôi Jimmy, Jenny lần đầu theo Phương Oanh trong chuyến công tác 10 ngày ghi hình bước nhảy Hoàng Vũ tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương Oanh cho biết không thể xa con quá lâu, cô đưa hai bé Jimmy, Jenny đi theo để tiện chăm sóc và cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình làm việc. Ông xã cô, Sắc Bình, bận công việc ở Hà Nội nên không thể đi cùng ngay, thi thoảng sẽ vào thăm ba mẹ con khi sắp xếp được thời gian. Theo nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân, Jimmy, Jenny tỏ ra ngoan ngoãn, hợp tác trong lần đầu theo mẹ đi làm xa. Cô thấy may mắn vì có hai chị gái đồng hành trong việc chăm sóc em bé, giúp mình cảm thấy yên tâm khi đi làm. Ông xã cũng hết lòng ủng hộ quyết định của cô. Từ khi nhận lời tham gia bước nhảy Hoàng Vũ, Phương Oanh đã xác định sẽ đưa con theo nếu phải đi làm xa dài ngày. Cô luôn cảm ơn ban tổ chức vì đã hỗ trợ, tạo điều kiện cô có thể luyện tập ở Hà Nội một số buổi thay vì phải vào thành phố Hồ Chí Minh toàn thời gian, từ đó giúp mẹ bỉm sữa có thể vừa hoàn thành công việc vừa có thời gian bên gia đình. Khi có lịch công tác, cô cũng chủ động sắp xếp cuộc sống và gia đình để đảm bảo công việc chung, không ảnh hưởng đến tập thể nhưng vẫn được gần các con. Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ hôm 22 tháng 10, Phương Oanh cũng cho biết cô theo đuổi mục tiêu trở thành người mẹ hiện đại không ngại chạy sâu, cống hiến thật nhiều cho nghệ thuật, sống với đam mê. Nữ diễn viên cho biết sẽ gặp nhiều thử thách khi bước vào một lĩnh vực không phải thế mạnh, nhất là khi điều kiện sức khỏe, thể lực chưa hoàn toàn hồi phục sau 5 tháng sinh đôi. Dù vậy, cô vẫn nhận lời tham gia vì muốn bước qua giới hạn bản thân, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn thú vị, sau thời gian dài chuyên tâm chăm lo gia đình và những dự án cá nhân. Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam, nổi tiếng với các phim Hoa Bay, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân. Cô đăng ký kết hôn, làm lễ vu quy với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình giữa năm 2023 và có cặp song sinh Jimmy, Jenny giữa tháng 5 năm 2024. Trong thời gian mang bầu và sinh con, Phương Oanh vẫn tích cực phát triển việc kinh doanh đồng thời xây dựng kênh vlog về nấu ăn thu hút gần 1 triệu lượt theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.